Em xin chào cả nhà mình nhé. Hiện nay là phiên tối của ngày 25 tháng 6 năm 2022. Tối nay vườn lan Cường Thúy nhà em sẽ lên chia sẻ với các bác rất là nhiều dòng phi điệp và những cái dòng hàng lan thuần đang có tại vườn nhà em. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Số điện thoại để các bác đặt hàng là số điện thoại 0981 550 768 và số điện thoại 0817892229. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc. Phí ship bên nhà em là đồng giá là 30k một đơn hàng và bên nhà em không bao ship nhé. Sau đây em sẽ lên chia sẻ với các bác một số mặt hàng đấy ạ. Em có một cái số giò lan phi điệp nhá. Siêu đẹp luôn. Hàng này hàng xanh sạch nhá. Ngoài ra có một số cái nó đã sổ bông rồi. Nhưng mà tựu chung nó là hàng xanh sạch, nhưng có những cái nó chưa sổ bông là hàng xanh sạch nhá. Em sẽ đánh mã C. Đầu tiên là các bác mua về các bác sổ hoa nhá. Đầu tiên là cái mã C1 này. C1 là 190.000 này. Đấy. Hàng này hàng thân tím mía thuốc nhá. C1 này, 190.000 này. Tiếp đến là C2, C2 em sẽ đi combo 2 chậu này. C2 combo 2 chậu này. Có một chậu nó sổ hoa rồi nhá. Cả hai sậu đều sổ hoa rồi đây. Ám nhá. Hàng này hàng ám nhá. Cái này nó có nụ rồi này. Đấy. Thân siêu dài luôn. Chậu thứ nhất đây. Đấy. Chậu thứ nhất đây. Và chậu thứ hai đây. Em đi combo như này. Các bác mua combo nó sẽ rẻ hơn. Tại vì cùng một công em đóng mà. 320.000 cái combo này nha các bác nhá. C2 2 chậu là 320.000 này. Thân nụ béo ngậy luôn. Lá mít nhá. Lá mít này các bác nhìn này. Đẹp chưa? Tiếp đến là C3. C3 là giá là 200.000. Chậu này này, thân này, béo ngậy luôn các bác ơi. Đấy. Rất là nhiều thân luôn. Đẹp lung linh luôn. 200.000 C3 nhé, hàng này hàng xanh sạch nhá. Kỳ này. Đấy. C4 này, C4 là 2 cây này, giá 330.000 cái cặp C4 này nhá. Trời ơi. Đẹp dã man luôn. Đẹp dã man luôn, thân tím nha các bác nhá. Đẹp này. Đấy, chậu thứ nhất này. Chậu thứ hai này. C4 2 chậu 330.000 nhá. Chậu thứ hai này. Đấy, chậu thứ nhất là đang có nụ đấy nha các bác nhá. Nụ đây. Về các bác sổ hoa nhá, cây mẹ nó dài cả mét đây này các bác này. Đấy. Đấy nhá, nụ đấy nhá các bác nhá. Các bác nhìn thấy nụ chưa? Đấy. Cặp này là 330.000 một cặp nhá. Tiếp tục là em đến C5. C5 này, cái chậu này là 190.000 nhá. Siêu đẹp luôn. Nói chung là toàn hàng đẹp, hàng xanh sạch nhá các bác nhá. Đấy, lá mít này. Non tơ luôn. C6 là 200.000 này. Hàng này nó trồng thuần rồi, về các bác chỉ việc treo đấy nhá. Trong ấy nào họ đã rắc cái phân dê mới lại gói phân tan chậm rồi nhá các bác nhá. Đấy, C6 này. Ngoài ra em còn rất nhiều nhá. Các bác thích mua nữa thì cứ nhắn tin cho em vào Zalo. Em sẽ chụp hình báo giá nhá. Em giới thiệu tiếp các bác mặt hàng nữa, đó là hoa hồng gấm nhá. Đây, châu lai giữa. Cái cây này nó gọi là châu lai giữa châu và nhạn. Cho nên là gọi là mặt hoa nó, cái cánh hoa nó gấm gấm như này, gọi là hồng gấm nha các bác nhá. Đấy. Cái hàng này đặc điểm của hàng này là hoa cực kỳ thơm. Một năm nó có thể ra 3 đợt hoa. Hết đợt hoa này đến đợt hoa khác các bác nhìn này. Cuống hoa cũ còn đây rất là nhiều nhá. Đây có cái bông này nó gần tàn đấy này này. Đấy, có cái đứa này nó vừa nó nở nó còn sót lại, nó gần tàn đấy đấy. Đấy. Hàng này trước này em bán 250.000 một chậu. Một chậu nó là siêu to khổng lồ như các bác nhá. Đấy. Nhưng hôm nay hàng này nó sẽ lỗi lá một chút, thi thoảng nó sẽ xước một chút như thế này. Em sẽ bán combo cho các bác. Giá là 350.000 hai chậu và giá trên chưa bao gồm phí ship. Hàng nó sẽ hơi lỗi lá một chút chứ không có hàng đẹp nhá, hàng đẹp em bán 250.000 rồi. Đấy, cái hàng này thì nó cực kỳ yêu luôn. Hoa nó sẽ ra quanh năm. Hết đợt hoa này đến đợt hoa khác. Như các bác nào mua nhà em rồi thì biết rồi đấy. Cực kỳ yêu luôn. 350.000 hai chậu và giá trên này em không bao ship nhá. Hàng này hàng lỗi lá nhẹ một chút em thanh lý. Và em nói không với hàng thối nhá các bác nhá.
Đai châu mít hồng cánh sen nhà em cập bến nha các bác nhá. Chuẩn hoa hồng cánh sen luôn. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đấy. Hàng này hàng lá mít nhá, chuẩn màu hồng cánh sen. Và em bảo hành các bác năm nay là sẽ có hoa nhá. Hàng này hàng năm thứ 6, thứ 7 rồi. Hàng này hàng lá mít xếp nhá các bác nhá. Lá mít xếp này. Đẹp lắm. Cuống hoa cũ đây các bác ơi. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 320.000 một chậu. Nhưng khi các bác mua hai chậu giá chỉ còn là 300.000 một chậu. Và giá trên là cũng chưa bao gồm phí ship. Hàng này nó trung bình nó sẽ có từ 6 cặp lá trở lên nhá các bác nhá. Đây này có con nó đẻ con, có cây nó đẻ con, đây này đẻ hẳn hai con đây này các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Giá cực yêu luôn. 600.000 hai cây. Các bác mua một cây thì là giá là 320.000 nhá các bác nhá. Hàng này hàng mít xếp. Tiếp theo đây em sẽ giới thiệu với các bác một cái dòng cây lá mít gọi là đỏ sam. Đỏ sam hay tên nó gọi là đóa huyền lan đấy nha các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa đây rất là độc dị nhá. Đấy các bác nhìn này. Cánh nhá. Cánh xong là họng nó đỏ, họng nó cánh đỏ này. Họng nó lưỡi nó tím nhá. Lưỡi nó tím nó lại như thế nào nhỉ? Nó đua ra đây này. Đấy. Nó thiệt nó chìa ra đấy. Rất đẹp, siêu đẹp luôn ấy. Hàng này khi nó ra hoa nó sẽ ra ở những cái ngách lá này nha các bác nhá. Nó sẽ ra ở những ngách lá này. Đem cho các bác xem này. Lá mít nhá. Lá mít siêu đẹp luôn. Đấy. Cây cao, cây thấp là có hết nha các bác nhá. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là em bán combo. Combo em sẽ bán là 290.000. Nó sẽ có combo một chậu 2 cây và một chậu 1 cây. Ví dụ như thế này. Đây em đặt xuống dưới đất cho các bác xem. Đấy. 290.000. Đấy, cây nó có thể nó có cây dài, cây ngắn. Đấy, các bác nhìn này. Đây là mọc, đây là nó mọc thẳng lên nhưng mà nhà mình không có kia, không nó nhiều quá. Ở bên đấy bên Thái họ trồng ấy, nó nhiều quá họ không nắn được từng cây một, nhưng nhà mình trồng là mình sẽ có cái cây gậy mình que mình dựng lên thì nó cây nó sẽ thẳng. Lá mít này, 290.000 combo, hai chậu gồm có 3 cây từ trở lên nhá. Em có thể các bác nào mua nhiều em này. Đây, ví dụ như cái chậu này nó hẳn những 3 cây nhá các bác nhá. Hẳn những 3 cây đây này. Đấy, hai cây đều nhau này. Lá mít nhá. Lá mít. Đây, thậm chí có chậu nó 3-4 cây rồi nhá các bác nhá. Đấy. Đây này, 3-4 cây đây này. Tiếp theo đây em sẽ giới thiệu với các bác một cái mặt hàng nữa, đó là trồn hồng. Hàng này là hàng trồn Thái nhá các bác nhá. Hoa siêu thơm luôn. Cái này ở đây nó có một số cây cuống hoa nó đã vẫn còn một ít hoa nó tàn tàn thế này mà nó còn bay ra nó còn vẫn còn hương thơm lắm. Em cho các bác xem mặt hoa này. Bảo hành mặt hoa trồn hồng và cực kỳ thơm nhá. Cái hàng này hàng trồn Thái cho nên là hoa siêu thơm luôn chứ không như hàng rừng. Hàng rừng của mình nó còn hắc hắc gọi là trồn hôi, nhưng đây là trồn hồng nhá, hàng của Thái. Siêu thơm luôn. Hàng này hàng cắt cành nha các bác nhá. Hàng này hàng cắt cành này, nếu mà để bình thường một cây như thế này họ sẽ bán 250. Nhưng hôm nay em mua được cái vườn này thanh lý, cắt cành giá chia sẻ đến các bác cực yêu thương luôn. Đây các bác nhìn này. Cuống hoa cực kỳ dài luôn nhá. Đấy, em nói không sai nhá. Nói có sách mách có trứng này. Hoa gần 3 găng tay em nhá. Đấy, các bác nhìn này. Bông hoa siêu dài luôn nhá. Ảnh em chụp ở bên Thái đây. Đấy. Bông hoa siêu dài luôn. Siêu thơm. Hàng này nó em sẽ chia sẻ đến các bác giá 350.000 một kg, giá trên chưa bao gồm phí ship. Các bác vui lòng cộng thêm phí ship cho em đây, các bác nhìn thấy cuống hoa dài chưa? Đây em có một sơ di là size cây nó sẽ từ 4 5 6 7 cây, 4 5 6 7 8 cây nhá. Đây cái cây này trên cơ đang cân đây là cây sơ di này là cái size là size 5 cây nhá. Đấy. Size 5 cây đấy. Ngoài ra thi thoảng em vẫn có hàng bụi, hàng dè nhá. Hàng bụi, hàng dè. Đấy các bác nhìn xem này. Cứ cân lên là tính tiền thôi. Giá cực rẻ luôn. Độc chỉ có 350.000 một kg. Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển.
Em mọi người nhìn em này, về em cứ treo. Em treo em tưới nước bình thường là nó sẽ ra rễ đây này. Ví dụ như cái cây này này, nó đã chồi rễ lên rồi đấy, chồi rễ nó chồi mầm non lên này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy rễ đây này. Các bác cứ về bác tưới bình thường. Em có một ít kiếm hàng gieo hạt. Hôm nay em sẽ thanh lý lên cho các bác. Nó có rất là nhiều mặt hoa như là xanh Thái, xanh Huế, vàng Tây Ninh, vàng 4 số 9, đồ long đao, đại long đao, vàng đất thép, vàng củ chi, coco sơ mi, kiếm số 1, kiếm số 3 và tím Thái Nguyên. Nói chung là rất là nhiều mặt hoa. Hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác. Trước là nó là em bán là 150.000 một chậu, nhưng hôm nay em sẽ thanh lý lên cho các bác, cái lá nó hơi bị lỗi nỗ một xíu xíu nhá. Hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác 250.000 6 khóm và giá trên không bao gồm phí ship. Đây, em cho các bác xem mặt hoa thực tế là tại nhà em đây. Nó cái như cái chậu này đây, hàng gieo hạt này. Nó là cái phan trí này, nó mới bị tàn hết hoa rồi nhá. Đấy, cũng là của nó đây này. Còn đây là xanh Huế nhá. Xanh Huế hàng gieo hạt này, hoa này nó cũng gần tàn rồi. Xanh Huế hàng gieo hạt này. Còn đây là mặt này là mặt xanh Thái nhá. Hàng này nó cũng gần tàn này các bác nhá. Xanh Thái này. Còn đây là sơ mi mắt đỏ này. Còn đây là plat ánh vàng này. Đấy. Nhà em rất là nhiều. Đây. Còn một mặt hàng nữa đây nữa này. Đây nó là cái kiếm lá biên nhá. Mặt kiếm lá biên. Nói về cái hàng gieo hạt thì em cũng nói luôn là nó có thể nó ra mặt hoa là giống bố mẹ, có thể là chỉ 80-90% bố mẹ và có thể là đẹp hơn bố mẹ. Tại vì khi người ta nhân giống, người ta sẽ lấy cái mặt hoa bố mẹ thật đẹp để nhân ra thằng con nó tuyệt vời luôn. Đây, hàng này về thì các bác cực kỳ dễ chăm sóc. Các bác có thể là mình cắt hết sạch cái rễ này đi, xong rồi mình lấy cái que mình chọc chọc vào cái bầu này này để cho nó tức rễ để nó sẽ nảy ra rễ mới và nó hoặc là nó sẽ ra hoa nhá. Đây các bác trồng như người mẫu của nhà em đây này. Đấy, cũng là hàng gieo hạt nhà em, một loạt hàng gieo hạt đang ra hoa nhá. Mùa này này, nụ hoa rung rinh luôn khắp nhà luôn. 250.000. 6 chậu. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Đây các bác ơi, mùa này này. Mầm rễ này, mầm hoa nó đang lên nhá. Đấy.